Bàn tê, quy sung, Rakhanak tha, yatisarane, nasaha panchasila niyachama. Bạch quá đại đức, chúng con xin thể vân chữ hành theo cho được sự lợi ích. Bimayang phan tê, quy sung, Rakhanak tha, yatisarane, Saranaha Panchasila Niyachama. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân chữ hành theo lần thứ nhì. Niyachama Ung Vi Sung Rakhanaktha Yati Sarane Nasaha Panchasila Niyachama. Bạch quá đại đức, cho được sự lợi ích lần con đã trang nghiêm thanh tịnh, và sau đây con kính cung thỉnh sư Thanh Tâm từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ, con kính dâng mic lại cho sư. Nam mô tassa bhagavato arahato samma nam mô tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Duti Jambi Buddhang Saranang Gacchami Duti Jambi Dhammang Saranang Gacchami Duti Jambi Sanghang Saranang Gacchami Tati Jambi Buddhang Saranang Gacchami Tati Jambi Dhammang Saranang Gacchami Tati Jambi Sanghang Saranang Gacchami. Ai, mời Nguyên Trang. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyambi Buddhang saranang gacchami, Dutiyambi Dhammang saranang gacchami, Dutiyambi Sanghang saranang gacchami, Tatiyambi Buddhang saranang gacchami, Tatiyambi Dhammang saranang gacchami, Tati yam bị sang khăn saranang gacchami. Ti sarana gahanang paripunnang, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Bana ti bata veramani sikha padang samadhiyami. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Kame sumicca cara veramane sika padang samadhiya yami tawada veramadhi yami rama raya nyappa maratha padang samadhi yami. Manati pata veramani sika padang samadhi yami. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Kane sumiccha chara veramani sikha padang samadhiyami. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Sura me raya macha pama dathana veramani sikha padang samadhiyami.
Imani panca sika badani sadukang katwa appamadena nichakalang samarakhi thappang. Chứ thiện tính nên thọ trì ngũ giới này chứ được trong sạch, phải vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Sile na sugatin janti, sile na poga sambara, sile na niputin janti, tasma silang viso thaya. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tính và ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Sa thu sa thu lành thai Uttamang ge na wan de hang pa da pang sung wa rut tamang Putte yo kalito do so Putto kamatu tang mamang Uttamang ge na wan de hang Thammang chadu vi tham varang Thamme yo kalito do so Thammo kamatu tang mamang Uttamang ge na wan de hang Sankhan chadu vi thot tamang Sankhe yo kalito do so Sankho kamatu tang mamang. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư Huy Niệm vừa đến với đạo tràng. Dạ sau đây con kính dâng mic lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ. Dạ, mô Phật, sa thú lành thai Nguyên Trang. Dạ, kính lễ tùy kheo Huy Niệm vừa đến với lớp học. Kính thưa đại chúng, hôm nay mình đọc cái bài kinh số 4, kinh Pháp Cú. Cho tới 9 giờ rưỡi thì tùy kheo Huy Niệm sẽ giảng bài học hôm nay nha. Bây giờ sư Xuân Phong đọc trước nha. Kinh Pháp Cú số 4. A Cốc Chi Măng A Quá Thi Măng A Chi A Hà Si Mề Về Cha Tăng A Nú Ba Này Hành Tí Về Rằng Tề Su Ba Sam Má Tí A Cốc Chi Măng A Quá Thi Măng A Chi Măng A Hà Si Mề Về Cha Tăng Nú ba này hành tí về rằng tê su ba sa ma tí a cốc chi măng a vát chi măng a chi ni măng a hà si mê về cha tăng nú ba này hành tí về tăng tê su ba sa ma tí. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Rồi mời mời quý vị giơ tay lên, mình chỉ còn 5 phút nữa thôi, kính mời ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, dạ con xin kính lễ sư Huy Niệm. Dạ, nguyên như con xin đọc bài câu số 4 của Pháp Cú Kinh. Ác cốc chí măng, á quá thí măng, á chí ní măng, á hà xí mề, về chá tăng nú bá này hành tí huệ rằng tề xù bá sầm má tí. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Dạ, con xin dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con Nguyên Trang, và dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Huy Niệm, và dạ, kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 4 ạ. A cốc chi măng, a quá thi măng, a chi ni măng,
Aha si mê ye cha tăng nô ba này hành tí quê rằng tề su ba sam mát tí ác cốc chi măng a wa thi măng a chi ni măng a ha si mê ye cha tăng nô ba này hành tí quê rằng tề su ba sam mát tí. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được không nuôi. Dạ, đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, mô Phật. Sa thú lành thay Nguyên Trang. Kính thưa quý vị, sư nghĩ chắc không ai đưa thầy nữa, thì quý vị nhớ bài kinh này ha. Trong đời sống của mình đó, nếu nếu mà mình bị người ta chê, người ta mắng, người ta đánh, người ta vu khống, người ta đánh mình chẳng hạn, thì mình phải coi, mình phải suy xét. Người ta chê, người ta mắng mình, người ta đánh mình có đúng không? Mà nếu nếu đúng thì mình sửa sai ha, sửa sai. Nếu mà cái người mà chấp nhận sự thật á, ví dụ mình làm biếng, người ta chê mình chấp nhận thì mình sửa, sửa sai thì mình không có giận, không có hận người ta ha. Còn người nào mà chấp ngã đó, chống đối lại thì nói sân, thì nói sân thì đau khổ. Mà người đó không có biết tự giác, không có biết sửa đổi thì cái người đó tu nó không có khá được. Vì vậy cho nên mình tu mình phải biết, biết mình biết lỗi của mình. Nếu người ta chê, người ta mắng mình, người ta trách mình mà đúng thì mình phải can đảm chấp nhận lỗi và mình sửa lỗi thì mình sẽ tiến bộ. Mình sẽ tiến bộ và mình không có sân si ha, mình được an vui. Dạ, mô Phật, sư thấy đã đến giờ. Bây giờ mời một vị lên thỉnh Pháp Sư nha. Kính chúc quý vị thính Pháp được an vui ạ, nhiều lợi lạc. Ơi, thôi mời Nguyên Trang đi, mời Nguyên Trang thỉnh Pháp Sư. Dạ. Hay là Nguyên Như, hay là Diệu Pháp, được không? Giơ tay lên nhanh nhanh đấy, hết thời gian rồi. Dạ, con là Diệu Pháp, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Huy Niệm và con kính chào cả quý cô. Con xin thỉnh Pháp Sư bằng tiếng Việt ạ. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc dạ ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu như niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, Phật tử chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, kính mời Pháp Sư, Sư Huy Niệm đăng đàn dạy pháp cho chúng con ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ.
Kính lễ về Đức Thanh Tâm cùng Chư Tôn. Đức Tăng xin chào quý vị Phật tử trong lớp học. Hôm nay chúng ta sẽ lần trước sư nhớ là mình học xong hết câu số 6 rồi. Vậy thì hôm nay mình học sang câu hỏi sự biến mất của chánh pháp. Sắc thâm mắt ta đã thà nó tình hồ. Trong phần chánh văn này chỉ có một trang, hai trang, ba trang, chỉ có ba trang giấy tiếng Việt thôi. Không biết ở đây cô Nguyên Trang hay cô Nguyên Như có bản chánh văn trước mặt hay không. Nếu như có thì đọc dùm sư cái phần chánh văn, sau đó sư sẽ trình bày về cái nội dung của bài học hôm nay. Cũng có một vài những điều rất là hay thưa quý vị, hay sư sẽ trình bày cho quý vị sau. Rồi bây giờ thì sư mời cô Nguyễn Trang hay là cô Nguyễn đọc dùm sư phần chánh văn. Nam mô Bích Thay giá. Dạ con Nguyễn Trang. Và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Huy Niệm, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc phần chánh văn câu số 7. Câu hỏi về sự biến mất của chánh pháp. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm và thêm nữa. Vào thời điểm viên tịch Niết Bàn, được hỏi bởi du sĩ ngoại đạo Suphada, Đức Thế Tôn đã nói rằng: Này Suphada, nếu các tỳ khưu này sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Đây là lời nói không thiếu sót, đây là lời nói đầy đủ, đây là lời nói không thay đổi. Thưa ngài Nagasena, nếu Đức Thế Tôn đã nói rằng: Này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Như thế thì lời nói rằng thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán là sai trái. Nếu Đức Thế Tôn đã nói rằng thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán, như thế thì lời nói rằng này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm cũng là sai trái. Câu hỏi này có cả hai khía cạnh, bị rối rắm còn hơn bụi rậm, mạnh mẽ hơn người lực sĩ, bị thắt lại còn hơn nút thắt. Nó được dành cho ngài ở đây. Xin ngài hãy thể hiện sự triển khai về năng lực trí tuệ của ngài như là con kình ngư di chuyển ở giữa biển khơi. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này Ananda, giờ đây, chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Vào thời điểm viên tịch Niết Bàn, có lời đã được nói cho du sĩ ngoại đạo Suphada rằng: Này Suphada, nếu các tỳ khưu này sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Tâu Đại Vương, hơn nữa, lời nói ấy của Đức Thế Tôn là có ý nghĩa khác nhau và có văn tự khác nhau. Điều này là giới hạn của giáo pháp, điều kia là sự làm sáng tỏ về việc thực hành. Cả hai điều ấy là cách biệt xa vời với nhau. Tâu Đại Vương, giống như bầu trời, giống như bầu không gian và cách biệt xa vời với trái đất, địa ngục là cách biệt xa vời với cõi trời, thiện là cách biệt xa rời với bất thiện, lạc là cách biệt xa rời với khổ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, cả hai điều ấy là cách biệt xa vời với nhau. Tâu Đại Vương, tuy nhiên, chớ làm cho câu hỏi của ngài là vô bổ. Tôi sẽ so sánh và giảng giải cho ngài về phần cốt yếu. Điều mà Đức Thế Tôn đã nói rằng, này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Trong khi làm sáng tỏ sự hoại diệt ấy, ngài đã xác định phần còn lại rằng: Này Ananda, chánh pháp có thể tồn tại 1.000 năm
nếu các tỳ khưu ni không xuất gia. Này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn trong khi nói như vậy, phải chăng Ngài nói về sự biến mất của chánh pháp, hay là Ngài bác bỏ về sự lãnh hội? Thưa Ngài, không phải vậy. Tâu Đại Vương, trong khi công bố về việc bị tiêu hoại, trong khi làm sáng tỏ, Ngài đã xác định phần còn lại. Tâu Đại Vương, giống như người bị phá sản, sau khi nắm chắc phần còn lại, có thể làm sáng tỏ đối với dân chúng rằng phần hàng hóa của tôi bị mất mát là chừng này, đây là phần còn lại. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn, trong khi làm sáng tỏ việc bị tiêu hoại, đã thuyết giảng cho chư thiên và nhân loại rằng, này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Tâu Đại Vương, tuy nhiên điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn rằng, này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Điều ấy là giới hạn của giáo pháp. Còn điều mà vào thời điểm viên tịch Niết Bàn, trong lúc công bố cho các vị sa môn, Ngài đã nói cho du sĩ ngoại đạo xác rằng, này Xuất Phá Đá, nếu các tỳ khưu này sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Điều ấy là sự làm sáng tỏ về việc thực hành. Hơn nữa, Ngài đã khiến cho sự giới hạn và sự làm sáng tỏ trở thành có chung điều cốt yếu. Nếu Ngài có sự mong muốn, tôi sẽ thuyết giảng. Xin Ngài, hãy chú lắng nghe. Hãy chú ý với tâm không bị sao lãng. Tâu Đại Vương, ở đây có hồ nước tràn đầy nước mới, trong khi sẽ tràn bờ thì đã được giới hạn lại. Đã được làm con đê bao quanh, khi nước ở chính cái hồ ấy chưa bị tháo cạn. Có đám mây lớn ở phía trên tuần tự đổ mưa liên tục. Tâu Đại Vương, phải chăng nước ở hồ nước ấy có thể đi đến sự cạn kiệt, đi đến sự tháo cạn? Thưa Ngài, không đúng. Vương, vì lý do gì? Thưa Ngài, vì sự liên tục của cơn mưa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, cái hồ nước chánh pháp cao quý trong giáo pháp của Đấng Chí Thắng được tràn đầy nước mới không ô nhiễm là tánh hạnh, giới đức, phận sự và sự thực hành, trong khi sẽ được vượt lên, chế ngự điểm tận cùng của hiện hữu rồi tồn tại. Nếu những người con trai của Đức Phật trong giáo pháp này có thể liên tục, có thể đổ xuống từng tự cơn mưa, từng đám mây tánh hạnh, giới đức, phận sự và sự hành như thế, thì hồ nước chánh pháp cao quý trong giáo pháp của Đấng Chiến Thắng có thể tồn tại thời gian lâu dài, và thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Liên quan đến ý nghĩa này là điều đã được Đức Thế Tôn nói đến rằng, này Xuất Phá Đá, nếu các tỳ khưu này sống chân chánh, thế gian sẽ thiếu vắng các vị A-la-hán. Tâu Đại Vương, hơn nữa, ở đây, trong khi đống lửa lớn đang rực cháy, người ta tuần tự đem lại các thứ cỏ, củi, phân bò khô. Tâu Đại Vương, phải chăng khói lửa ấy có thể nguội tắt? Thưa Ngài, không đúng. Khói lửa ấy có thể rực cháy hơn nữa, có thể tỏa sáng còn nhiều hơn nữa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, giáo pháp cao quý của Đức Chiến Thắng rực cháy, tỏa sáng ở 10.000 thế giới với tánh hạnh, giới đức, phận sự và sự thực hành. Tâu Đại Vương, nếu những người con trai của Đức Phật được hội đủ 5 chi phần của sự nỗ lực, thường xuyên không bị sao lãng, có thể nỗ lực còn hơn thế nữa, có thể học tập với lòng ước muốn đã được sanh khởi về tam học, có thể làm đầy đủ một cách trọn vẹn về sự thực hành và sự kiên cử về giới. Có thể như thế giáo pháp cao quý này của Đấng Chiến Thắng có thể tồn tại thời gian lâu dài còn hơn thế nữa.
và thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Liên quan đến ý nghĩa này là điều đã được Đức Thế Tôn nói đến rằng: Này Suphadá, nếu các tỳ khưu này sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Tâu Đại Vương, hơn nữa ở đây, họ có thể đánh bóng tuần tự tấm gương trơn tru, bằng phẳng, khéo được đánh bóng, có ánh sáng, hoàn toàn trong sáng, bằng bột phấn đỏ mềm và mịn. Tâu Đại Vương, phải chăng vết bẩn, bùn, bụi bặm có thể hiện lên ở tấm gương ấy? Thưa Ngài, không đúng, ngược lại, nó còn trở nên trong sáng hơn nữa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, giáo pháp cao quý của đấng chiến thắng, tự nhiên, vốn không có vết nhơ, đã xa lìa hẳn vết nhơ và bụi bặm phiền não. Nếu những người con trai của Đức Phật có thể nhẫn nại thực giáo pháp cao quý của đấng chiến thắng với tánh hạnh, giới đức, phận sự, sự thực hành, đức tánh khổ hạnh và pháp vũ bỏ. Như thế giáo pháp cao quý này của đấng chiến thắng có thể tồn tại thời gian lâu dài, và thời gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Điều đã được Đức Thế Tôn nói rằng: Này Suphadá, nếu các tỳ khưu này sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán, là có liên quan đến ý nghĩa này. Tâu Đại Vương, giáo pháp của bậc đạo sư có căn bản là sự thực hành, có cốt lõi là sự thực hành, còn tồn tại khi nào thật sự còn tồn tại khi nào sự thực hành chưa bị biến mất? Thưa Ngài Nagasena, nếu Ngài nói là sự biến mất của chánh pháp, sự biến mất của chánh pháp ấy là gì? Tâu Đại Vương, đây là ba sự biến mất của giáo pháp. Ba điều gì? Sự biến mất của việc chứng đắc, sự biến mất của việc thực hành, sự biến mất của tướng mạo. Tâu Đại Vương, khi việc chứng đắc bị biến mất, thì ngay cả đối với những người thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Khi việc thực hành bị biến mất, thì điều học và sự quy định bị biến mất, chỉ còn hình tướng tồn tại. Khi hình tướng bị biến mất, thì có sự đứt đoạn về truyền thống. Tâu Đại Vương, đây là ba sự biến mất của giáo pháp. Thưa Ngài Nagasena, câu hỏi thâm sâu đã khéo được giảng giải, đã được làm rõ, nút thắt đã được mở ra, lời tuyên thuyết của ngoại đạo đã bị hư hoại, đã bị đổ vỡ, đã được làm cho không còn hào quang. Ngài đã tiến đến vị thế cao quý nhất trong số các vị có đồ chúng. Câu hỏi về sự biến mất của chánh pháp là thứ bảy. Dạ kính sư, dạ con đã đọc xong phần chánh kinh, và sau đây con kính cung thỉnh sư Huy Niệm đăng đàn ạ. Sa thú, dạ con thấy bàn tay của sư, dạ con kính dâng bích lại cho sư ạ. Sa thú, sư cảm ơn của nguyên chàng. Rồi bây giờ trước khi bắt đầu, chúng ta làm lễ tam bảo tóm tắt, rồi mình sẽ đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đứng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng công năng hướng thượng để đến sự lễ cho những ai thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Tăng, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đắc được quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Toàn thể chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý. Thưa quý vị, ở đây đầu tiên chúng ta có một vấn đề mà mình cần phải xem lại. Tức là trong phần này có đề cập đến sự biến mất của giáo pháp. Nếu như cho các vị, cho nữ giới vào xuất gia trong tăng đoàn, thì lúc bây giờ thay vì là không có thì được 1.000 năm, nhưng mà giờ chỉ còn có 500. Vấn đề này chúng ta cần phải xem lại, bởi vì có thể là suy nghĩ rằng
nó có cái gì đó nó không đúng lắm. À, theo như ở trong trường hợp mà ngài Ananda ngài xin Đức Thế Tôn cho nữ giới vào xuất gia thì lúc bây giờ ở trong cái phần bên kia nói là 10.000 với 5.000 năm. Suy nghĩ rằng ở đây nó có vấn đề về con số. Vấn đề về con số. Bởi vì trên thực tế hiện giờ giáo pháp đã trải qua trên 2.500 năm rồi mà mình vẫn còn đầy đủ hệ thống của Tam Tạng, của Tam Tạng vẫn còn phẩm mạo xuất gia, vẫn còn những vị tiền bối, những vị tri tăng hướng dẫn về cái phương cách thực hành, về giới định tuệ vẫn còn chứ không phải là không có. Cho nên nếu y cứ vào con số 500 thì nó hơi có vấn đề rồi. Chính vì thế mà điểm này chúng ta cần phải xem lại. Rồi, đó là chuyện thứ nhất. Bởi vì sư nói thêm chút nữa, đôi khi có một số cái bản dịch đó thưa quý vị của các ngài do tôn trọng cái nguyên bản của chánh văn, cho nên chính vì thế mà các vị ấy có làm sao các vị ấy dịch như vậy. Còn nếu như cái nào đó có vấn đề thì các ngài tham khảo thêm thôi, chứ không phải là dịch sai đâu. Suy nghĩ là như vậy, dịch đúng nhưng mà cái văn bản gốc đó không biết nó có vấn đề hay không, đôi lúc nó nằm ở trong cái trường hợp đó nữa. Rồi nói chung là cái con số này là có vấn đề rồi, bởi vì nó không có đồng bộ. Rồi đó là việc thứ nhất. Điều thứ hai trong phần này là nói đến người nữ xuất gia trong giáo pháp này. Tại sao nó lại đi đến giảm thiểu cái thọ mạng tồn của giáo pháp? Bởi vì nói đến chuyện này là chúng ta phải đề cập đến một chút về cái đời sống hiện thực, và nhất là những điểm mà được nói đến ở trong luật tạng. Thưa quý vị, quý vị có biết rằng là đối với người nữ mà khi xuất gia ở trong giáo pháp này, thật ra những cái quy định đối với người nữ, đối với một vị tỳ khưu ni mà Đức Phật ngài ban hành, nó rất là khắt khe, thật sự là như vậy. Ở trong cái bộ Bhikkhu Ni Vipangga phân tích tỳ khưu ni á, thật ra không có nhiều, chỉ có một quyển thôi. Sở dĩ có một quyển là do bởi những cái điều học được quy định chung với các vị tỳ khưu tăng á thì vẫn giữ nguyên như vậy. Tuy nhiên những cái nào đó mà được quy định thêm ra thì được trình bày đó. Đối với tỳ khưu tăng á thì cái học giới gốc, học giới Patimokkha gốc là 227, còn đối với tỳ khưu ni là đến 311 lần quý vị. Riêng nhìn vào trong điều học mà phạm vào cái tội triệt khai á, phạm tội triệt khai á, tức là tội mà trục xuất đuổi đi á, thì bên tỳ khưu tăng chỉ có 4 điều thôi, 4 học giới thôi. Còn đối với người nữ thưa quý vị đến 8 điều lận. Đến 8 điều lận. Nói như vậy có nghĩa là cái cơ hội, cái xác suất, tỷ lệ mà để người nữ bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn nó cao hơn. Nó cao hơn. Xin nhớ có một cái điều học chỉ này thôi thì cũng bị đuổi nè. Bên tỳ khưu tăng á, là khi nào mà một vị tỳ khưu thực hiện cái việc quan hệ giao cấu qua các khiếu thì như vậy á, thì vị đó mới bị trục xuất, dù cho chỉ với loài thú thôi thì cũng bị đuổi. Nhưng mà
Đó là nói đến xét trên cái hiện trạng thì chúng ta thấy cái mức độ đó nó đã đi đến cái đỉnh điểm rồi, cho nên chuyện bị đuổi ra khỏi tân đoàn vì bị chê trách, chuyện đó không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên bên người nữ, thưa quý vị, bên người nữ đối với tỳ khưu ni không cần phải thực hiện đến mức độ như vậy, không thôi đâu, chỉ cần đạt được sư nhớ không lầm đó là 8 cái yếu tố, chỉ cần đụng đến 8 cái điều kiện thôi, mà trong 8 điều kiện đó nó chưa cần phải thực hiện đến cái việc quan hệ nam nữ với nhau, mà chỉ là chẳng hạn như nếu vị tỳ khưu ni là ưa thích cái sự hẹn hò nè, rồi cái sự nói chuyện nè với người nam nè, rồi liếc nhìn, nói chung là những cái chi tiết nó rất là nhẹ nhàng thôi chứ nó không có thô bạo, thì cũng đạt đầy đủ 8 cái điều kiện đó là cũng bị đuổi rồi, cũng bị đuổi rồi, không có cần thiết phải đi đến cái tình trạng nghiêm trọng đâu. Rồi hơn nữa còn vô số những cái điều học khác nữa, thưa quý vị, được quy định thêm cho một vị ni giới. Rồi chưa kể đến vấn đề là khi mới người nữ mà muốn xuất gia trở thành một vị tỳ khưu ni nó rất là khó khăn. Đối với nam đạt được những yếu tố cơ bản, chẳng hạn như được cha mẹ cho phép nè, không có bị vướng phải những cái điều trở ngại, chẳng hạn như là không có trốn nợ nè, không có bị vua truy nã nè, rồi vân vân, đầy đủ gì bác, thì lúc đó cho xuất gia được. Nhưng mà đối với người nữ người nữ thì không có dễ dàng như vậy, mà vì đó phải trải qua một cái thời gian thử thách. Cái giai đoạn đó được gọi là Shikhamana, học nữ, trải qua một cái thời gian thử thách là liên tục trong vòng 2 năm đối với người nữ đó, đối với cái vị học nữ đó. Trong thời gian đó vẫn sống chung với các vị tỳ khưu ni, nhưng mà cái phẩm mạo nó chưa có y bát, chưa có y bát. Thì vị đó đó phải trải qua thời gian liên tục 2 năm giữ gìn 6 giới, không hề vi phạm bất cứ một giới nào. 6 giới ở đây có nghĩa là 5 giới, 5 cái giới của cư sĩ với thêm một cái giới là ăn sái giờ, thưa quý vị. Thêm giới là ăn sái giờ, chủ yếu là 6 học giới đó. Tuy nhiên mình cũng phải hiểu là đối với cái học giới tà dâm á, thì nó là cái chi phần của nó là thông dâm, không có được thông dâm, chứ không phải là như người cư sĩ mà vẫn giữ cái giới tà dâm không thôi. Thì 6 học giới đó phải giữ nghiêm chỉnh, không hề vi phạm bất cứ một học giới nào trong vòng liên tục 2 năm. Nếu như mà chẳng hạn như người nữ giới đó mà giữ được tốt được 1 năm 11 tháng đi chẳng hạn, năm 11 tháng đi. Cho thêm là 29 ngày đi, 10 năm 11 tháng 29 ngày, đến ngày cuối cùng bị phạm, đến ngày cuối cùng bị phạm, thì lúc bây giờ bỏ hết quá trình 1 năm 11 tháng 29 ngày, bỏ hết, quay trở lại từ đầu, tính lại từ đầu. Cho nên thưa quý vị, đối với người nữ xuất gia trong giáo pháp này có những cái quy định xem ra nó rất là nghiêm ngặt. Rồi chưa kể đến cái giai đoạn thực hiện cái hành sự để mà chính thức tuyên ngôn thọ giới thì cũng đi thì phải được thực hiện ở cả hai hội chúng, ở cả hai hội chúng, trước là hội chúng của tỳ khưu ni, sau đó là thực hiện cầm máu cha ở hội chúng của tỳ khưu tăng. Sau khi đã hoàn tất như vậy thì người nữ đó mới chính thức trở thành một vị tỳ khưu ni. Rồi đó là một điều mà chúng ta thấy nó có những cái sự khó khăn đối với nữ giới. Sư kể như vậy để cho chúng ta hình dung được cái thời xưa, lý do tại sao Đức Phật ngài lại giới hạn như vậy. Rồi chưa hết đâu thưa quý vị, trong cái đời sống của người tu thì với cái thân phận của người nữ nó không có được thoải mái y như là của người nam. Đó. Chẳng hạn như
về sức khỏe nè, để mà kham nhẫn sự nóng lạnh đói khát, sống coi như là lây lất đi bát khất thực, rồi chưa kể nếu mà không có phát sanh được liêu thất á, thì phải ở trong cội cây rồi trong những cái nơi hoang vắng, thì như vậy sức khỏe chịu không có nổi. Rồi chưa kể đến người nữ á, mà nếu mà xấu thì không nói, nếu mà đẹp á mà đi sống lơ phơ lang thang vậy á thì nó rất là nguy hiểm, có thể bị những cái kẻ xấu người ta phạt hãm hại. Chính vì thế mà trong 13 cái pháp mà được gọi là thú đăng đá, pháp đầu đà, có một số những điều mà Đức Phật này đâu có cho phép người vị tỳ khu ni hành đâu, thưa quý vị, hành pháp đầu đà đó. Rồi đó là cái khó khăn, đó là cái khó khăn ở trong về cái thể lực, ở trong cái đời sống tu hành nó rất là đạm bạc, nó rất là rầy đây mai đó, cơ thể người nữ khó mà chịu được. Rồi cái vấn đề về tâm lý nữa, cái vấn đề về tâm lý cũng là một yếu tố mà lý do tại sao Đức Phật ngài giới hạn. Tức là nếu như mà có mình biết rồi, khi mà còn là chúng sanh dục giới á, khi mà còn là chúng sanh dục giới thì cái khuynh hướng, cái tiềm tàng của dục ái của mình nó luôn luôn nó vẫn còn đó, nó luôn luôn nó vẫn còn đó, thưa quý vị. Cho nên mà trong tất cả những cái mà được xem như là đáng sợ nhất đối với cõi dục giới mà khó nhiếp phục nhất đó chính là vấn đề giới tính, vấn đề giới tính. Nên Đức Phật ngài cũng tuyên thuyết những cái chi pháp nói đến là chưa từng thấy một cái sắc nào mà trói buộc tâm tư người nam, đó là như vậy. Và hơn nữa, nếu như mà trường hợp như mà trong cái hội chúng tu sĩ á có một phái tính thôi thì cái vấn đề mà phức tạp rườm rà xảy ra nó sẽ ít đi, nó cũng có chứ không phải là không, nhưng mà ít nhiều nó sẽ không có phát sanh ra thêm bởi có sự chung chạ của hai cái phái tính với nhau. Quý vị có biết không, trong một số những cái thời gian đầu á, một số thời gian đầu á có những chuyện nó phát sanh, chẳng hạn như là mấy vị tỳ khu á mà thường hay thích lui tới cái giáo giới cho các vị tỳ khu ni á, thì tới lui nhiều quá, nhiều khi tới vào trong cái thời điểm nó không có phải lẽ, chẳng hạn như trời tối tăm quá mà tới làm cái gì, thì điều đó nó cũng làm cho người khác người ta bàn tán. Rồi chưa kể mấy thời gian đầu á thì Đức Phật ngày chưa có cấm là vị tỳ khu tăng không có được không có sám hối với vị tỳ khu ni, cho nên hai vị vẫn, một vị tỳ khu tăng một vị tỳ khu ni, vẫn patidesana, tức là sám hối tội lỗi bằng cách ngồi chùm hổm xong rồi đối diện mặt với nhau á để mà bày tỏ những lỗi lầm á. Thì lúc bây giờ á nó có một chuyện xảy ra nữa, những người khác á, người ngoài, người thế, người ta nhìn vô người ta nói trời ơi hai người này chắc có tình ý gì với nhau. Người ta không có hiểu đó là cái thủ tục sám hối của chư tăng mà người ta cứ thấy ngồi gần gần với nhau rù rì cái gì không biết, đâu có nghe rõ đâu, thì người ta tưởng là chắc có tình tứ gì với nhau. Thì từ nguyên nhân đó Đức Phật ngài cũng ban cho cái pháp là tỳ khu ni thì sám hối patidesana với tỳ khu ni thôi, còn tỳ khu tăng là phải sám hối với tỳ khu tăng để tránh cái trường hợp đó. Đó, nói chung có trong luật đạn có nhiều chuyện lắm. Thì khi đọc qua những điều đó, chúng ta mới hiểu được cái hoàn cảnh sống, cái hoàn cảnh sống về điều kiện và trong cuộc sống và cái ảnh hưởng về tâm lý, thưa quý vị, nó là một cái gì đó mà nó khiến cho cái tập thể tu hành nó có vấn đề. Mà khi nó đã có vấn đề thì cái cục diện của giáo pháp nó sẽ bị ảnh hưởng theo. Nó sẽ bị ảnh hưởng theo. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rằng có một số những cái tình huống trong đoạn đó, do bởi cái tâm lý ngán nó ngổn, thưa quý vị ơi. Người chồng á bỏ nhà
sống xuất gia. Xong đó bà vợ bà thấy ông chồng xuất gia rồi, thôi ông đi thì tôi cũng đi theo chứ, chứ tôi ở nhà làm gì đây. Đó thì bà cũng đi vô, bà xuất gia thì cũng đi. Rồi xong rồi khi xuất gia thì cũng đi xong rồi á, thì trong một cái hôm cái vị thì khu tăng đó cùng với chi tăng á đi bát thọ thực ở nhà cư sĩ. Cái này có nói ở trong tạng luật, trong một trong số bốn cái điều học của Ưng Phát Lộ đó, trong số bốn cái điều học của Ưng Phát Lộ, cái duyên sự nó cũng hay. Rồi cái người vợ đó, người vợ lúc đó đã thành tỳ khưu ni rồi, nhưng mà thấy ông chồng đi đâu thường thường còn tâm luyến ái mà, thưa quý vị, còn tâm luyến ái phàm phu mà cứ suốt ngày cứ rình rình, thấy ông đi bát thất thực đâu thì cũng âm thầm lón tó đi xuống đó. Thì bữa đó cứ tới nhà cư sĩ xong vị tỳ khưu đó đang ngồi thọ thực với các vị đồng phạm hạnh, bả thì bả cô tỳ khưu ni đó đó thì cổ đứng kế bên, cổ hầu quạt và cổ giống như là cổ kêu dân đồ ăn đồ đến chỗ này cho nhiều đó, ý là vậy đó, bê đồ ăn tới cái chỗ này, vị trí này, chẳng hạn như tôm hùm nè, bê xuống đây tới đặt ở đây nè, bởi vì cái nguyên nhân là vì đó là bạn đời của cổ. Xong rồi rồi đứng hầu quạt đó, thưa quý vị, đứng hầu quạt đó. Thì trong lúc hầu quạt đó mới vô tình mới đụng lên đầu. Thì lúc đó vị tiểu khu tăng này thấy ái ngại quá, thấy kỳ quá, mới quay lại nói là này sư tỷ, hãy thôi đi, hãy đi ra ngoài đi, đừng có nên chăm sóc quá ưu ái như vậy nó không hay. Lúc bây giờ cái cô đó, cô tiểu khu ni đó, cổ nổi sân lên và mới nói là ông đại khái như thế này, đại khái cái ý nghĩa là hồi xưa ở nhà thì sao cũng được, ông không có nói, còn bây giờ alo, không biết quý vị còn nghe hay không? Rồi, xin cảm ơn. Thì cô đó cổ có ý là, cô nói ý là giống như là ông hồi xưa ông ở nhà thì ông nói như vậy đâu, còn bây giờ tu hành rồi, ngon lành quá rồi, bây giờ đối xử với tôi, ăn nói với tôi như vậy đó. Đó, thì cái duyên sự đó nó cũng là một nguyên nhân để cho Đức Phật Ngài quy định một trong số những cái học giới thuộc về ưng phát lộ, thưa quý vị. Tức là đối với một nhóm các vị tỳ khưu khi mà được gia chủ thỉnh mời đến thọ thực á, nếu như có vị tỳ khưu đi nào đứng láng sáng ở đó thì một trong số các vị đó hãy nên mở lời để mời vị tỳ khưu ni ra, không có nên đứng đó để mà điều hành điều phối rồi chỉ bảo cúng bái rồi này kia. Nếu như một trong số các vị tỳ khưu đó không ai lên tiếng thì như vậy cả bốn vị đều phạm tội ưng phát lộ, đều phạm tội ưng phát lộ. Rồi, đó là như vậy. Cho nên hồi nãy giờ sư trình bày cho quý vị á nhiều như vậy là để làm cái gì? Thứ nhất là việc khó khăn của Đức Phật Ngài quy định những cái học giới đối với nữ giới, kể cả trong cái việc mới xuất gia. Thứ hai là về cái điều kiện sống của người nữ, nó không có thuận lợi bằng người nam. Thứ ba là về tâm lý của chúng sanh phàm phu còn dục ái. Cái này nói chung luôn nha, chứ không phải là chỉ có nói ý nói xấu là suốt ngày cứ đổ tội cho người nữ, là người nữ làm phiền người nam mà người nam không có làm phiền người nữ, không phải vậy đâu. Bởi vì có những trường hợp những vị tỳ khưu tăng á, những vị tỳ khưu tăng nó cũng đi đến làm phiền người nữ, người ta tu hành luôn. Rồi, đó là như vậy. Chính vì vậy mà vì nhìn thấy cái cục diện chung của giáo pháp trong tương lai, cho nên Đức Thế Tôn Ngài mới từ chối. Chúng ta nên hiểu như vậy, chứ không phải muốn nhắm đến những cái người nữ mà như là bà Di Mẫu Gotami
bà đó Đức Phật ngài biết bà là sẽ trở thành một vị thánh mà. Và cái thời gian đầu có một số các vị thánh ni rất là xuất chúng, không nhắm vô những cái người đó mà nhắm vô cái cục diện, cái cục diện sau này của giáo pháp đó. Thánh ni thì không nói làm gì, hoặc là những vị ni mà có ý thức tu hành đàng hoàng, kể cả những vị tỳ khưu tăng cũng vậy, có ý thức thì cái vấn đề đó nó đơn giản rồi. Nhưng mà điều mà chúng ta cần phải nghĩ đến đó chính là còn những cái thế hệ sau này phàm phu thì sao đây? Những người nữ giới còn phàm phu, còn nhiều những sự ái luyến, còn nhiều những cái phiền não chưa có được đoạn trừ. Rồi bên phía tỳ khưu tăng cũng vậy nữa thưa quý vị. Những vị phàm tăng, những vị còn ái luyến, còn những phiền não chưa được đoạn trừ, thì như vậy cái sự chung chạ như vậy nó sẽ không có tốt đẹp, nó sẽ nảy sinh ra những cái vấn đề. Và khi nảy sinh ra vấn đề thì chúng ta thấy cái cục diện của pháp học, pháp hành và pháp thành nó sẽ bị ảnh hưởng theo, nó sẽ bị ảnh hưởng theo. Đó là cái lý do đó thưa quý vị. Cái lý do rồi. Bây giờ bây giờ thì mình sẽ nói đến hai cái ý nghĩa. Một cái là sự biến mất của chánh pháp với cái thời gian giới hạn là 5.000 năm là cái ý gì? Tại sao có trường hợp Đức Phật ngài tuyên bố, chẳng hạn như ngài nói với Sư Phách Đá là nếu các tỳ khưu sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Vậy thì hai câu này chúng ta phải hiểu như thế nào? Thì ở đây thưa quý vị, cái câu đầu tiên á, nói về cái giới hạn của giáo pháp á, là nói về cục diện chung. Cục diện chung, cục diện chung là sao? Nói một cách nôm na đó chính là sau càng đi về cái thời điểm của 5.000 năm sau này, từ khi Đức Phật ngài biên tịch á, ngài biên tịch á, thì lúc bấy giờ cái số lượng chúng sanh mà thành tựu về quả vị, cái số lượng mà chúng sanh rành rẽ hoan hỷ và thiện xảo trong pháp hành về giới định tuệ, cái số lượng mà chúng sanh có sự hiểu biết về pháp học, pháp học để gìn giữ lại toàn bộ cái kho tàng của kinh điển, nó sẽ càng ngày nó càng ít đi. Chúng ta nên hiểu như vậy, tức là Đức Thế Tôn ngài nhìn đến cái cục diện chung, ngài nhìn đến cái cục diện chung của giáo pháp, nó chỉ có đi đến cái mức đó mà. Ở đây mình phải phân biệt được như vậy. Đây là nói đến cái phổ thông, cái phổ thông đến một cái thời điểm như vậy đó thì giáo pháp này sẽ không còn được phổ thông và rộng rãi như là nhiều người khác có thể dễ dàng biết đến được. Đó là như vậy đó. Còn khi nói đến cái lời xác quyết của Đức Phật là hễ khi mà các vị tỳ khưu còn sống chân chánh, còn tôn trọng và thực hành, thì lúc bây giờ giáo pháp này trên đời này không hề thiếu vắng một vị A-la-hán. Đây là nói về vấn đề cá nhân, nói về cái sự thực hành, bản chất của sự thực hành. Điều này mình phải hiểu theo cái ý nghĩa là thật ra thưa quý vị, chánh pháp không bao giờ mất hết. Đã gọi là pháp là nó vốn là tự nhiên, ở trong thiên nhiên nó không bao giờ có chuyện mà nó biến mất, mà chẳng qua là không ai biết đến, không ai làm cho hiển lộ mà thôi, chứ nó không hề có cái sự biến mất ở đây. Biến mất ở đây là do bởi mình không có thực hành, nó không có sanh khởi. Biến mất ở đây có nghĩa là mình không có thuộc lòng, không có tụng đọc giữ gìn về những lời dạy, cho nên nó bị quên lãng, không ai biết đến nữa thôi. Biến mất ở đây có nghĩa là khi không còn ai có cái sự thành tựu chứng đắc được những cái quả vị là bậc dự lưu, bậc nhất lai, bậc bất lai hoặc là bậc a la hán, thì
được gọi là được hiểu theo cái ý nghĩa đó. Cho nên ở đây thưa quý vị, hễ như cái con đường đó đó mà vẫn có con người, một người nào đó hoặc là hai người nào đó thôi biết được, vẫn bước đi trên con đường ấy, thì lúc bây giờ vẫn còn quả vị thánh nhân. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng là trong thời kỳ không có thuyết giảng giáo pháp, trong thời kỳ không có bậc chánh đẳng chánh giác, vẫn có bậc A-la-hán xuất hiện. Bằng chứng là ai? Là các vị Phật độc giác đó thưa quý vị. Các vị Phật độc giác đó là những vị A-la-hán đó chứ còn gì nữa. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng không? Đó, mình phải hiểu theo cái ý nghĩa tại sao Đức Phật Ngài nói cái câu đó. Những vị Phật độc giác vẫn có thể nhìn ra được, thấy pháp, vẫn có được những cái đức tính của những bậc vô lậu. Và có một cái điều hay như thế này nè thưa quý vị, khi mà người ta đã, quý vị đợi chứ. Alo, dạ, con chưa có đi làm sư phụ, nhưng mà chắc sư phụ nán cho con vài ngày nữa đi để con xem như thế nào. Nhưng mà con nghĩ là con, dạ, vậy được rồi sư phụ, có gì để con trả lời cho thượng tọa Giác Đẳng là con có đi hay không. Dạ. Rồi, nãy sư nói đến cái chỗ là thể có một cái điều hay đó chính là khi giáo pháp không được thuyết giảng, chỉ là những vị phàm phu, nhưng mà cái duyên lành của các thầy có đủ cái năng lực để mà thành tựu quả vị giải thoát, trở thành những vị Phật độc giác. Hễ khi đã bước vào cái con đường đó rồi thì tự nhiên những cái pháp tánh của giáo pháp nó đều hiển lộ nơi các vị ấy. Các ngài đều tự có cái hình tướng y như các vị tỳ khu bây giờ luôn. Nó ngộ vẻ đó thưa quý vị, đều có y và bác, đều có một cái sở hành là không có làm bằng nghề gì khác để mà sống nữa, mà đi khất thực mà sống. Điều này không ai dạy hết thưa quý vị, điều này không ai dạy hết. Và các ngài vẫn có những cái giới từ nơi cái pháp tánh của các ngài, y như là một vị tỳ khu mà những điều học được quy định bây giờ. Tự nhiên nó có cái điểm chung đó, cũng giống như cái kiểu như thế này nữa thưa quý vị. Khi mà đã đồng một cái chí hướng nào đó thì tự nhiên bước vào đó thì cái catalo, những cái sở thích nè, những cái nhận thức của chúng ta dường như có thể nói rằng nó tương đồng với nhau. Nó tương đồng với nhau. Điều đó như thế nào đối với trường hợp của giáo pháp cũng vậy nữa, pháp thành cũng vậy nữa, pháp học cũng vậy nữa, và pháp hành cũng vậy nữa. Cho nên ở đây, ở câu thứ hai này á, chúng ta thấy thật ra nó là nói đến một cái chuyện khác. Nó nói đến một cái chuyện khác, tức là Đức Phật ngày xác quyết ở trong thế gian này, thật ra giáo pháp bao giờ nó cũng vẫn có ở đó. Và nếu như dù cho rất ít người thôi mà hễ ai còn có cái sự thực hành, bước đi trên con đường đó, thì quả vị vô lậu không hề vắng bóng. Quả vị vô lậu không hề vắng bóng. Cho nên nói đến đây chúng ta sư nhớ lại có một chuyện là ở trong chú giải á, có đề cập đến phân chia cái thời gian mà càng về sau này á, thì các quả vị sẽ dần dần nó mất đi, sẽ dần dần ít người đi. Nói mất đi thì cũng đúng, sẽ dần dần ít người chứng đắc hơn thì nó sẽ chính xác hơn. Mà đỉnh cao nhất là quả vị khó chứng đắc nhất, thì trong số các bậc A-la-hán thưa quý vị, A-la-hán tứ tuệ phân tích là được xem như khó nhất đó. Thì cái thời gian hình như ngàn năm đầu á, sau hết 1000 năm đầu thì cái quả vị này không còn, nói không còn nãy không không đúng. Ít
ít người chứng đắc. Có thể là không có ai, đúng không? Rồi từ từ những cái hàng thuộc về top, hàng VIP chẳng hạn như là A-la-hán lục thông, nó sẽ ít người chứng đắc ha. Đó, cứ hẹp dần cho đến cuối cùng. Cứ như vậy. Thì nói như vậy có nghĩa là chúng ta thấy thật ra cái đó nó chỉ là chú giải thôi. Nhưng mà mình cũng có thể hiểu được là cái sự giải thích đó là nói đến cái cục diện chung. Cái cục diện chung, cục diện chung của giáo pháp, chứ không hề ý muốn nói đến là không có ai chứng đắc được hết. Chúng ta hiểu được chỗ này thì mình sẽ không có phân vân, mình sẽ không có bị mâu thuẫn. Đó, biết đâu vẫn có người chứng đắc nhưng mà cái số lượng ít thôi. Chứ còn nếu như mà mình hiểu mà phiến diện á, mình cho là rõ ràng đây nói ngàn năm là không còn A-la-hán này, thì dĩ nhiên bây giờ trên đời không còn A-la-hán chưa chắc. Nói như vậy là cũng hơi kẹt đó, nói vậy cũng hơi kẹt. Bởi vì tại sao? Bởi vì những điều mà được nói đến thời gian càng về sau này, quả vị từ từ nó pháp thành đó, nó ít người chứng và không còn ai chứng nữa. Đó chỉ là chú giải thôi, chứ còn trong chánh tạng đó là Đức Phật Ngài cũng đã từng tuyên bố, mà rõ ràng ở đây là Ngài tuyên bố với Ý Xuất Phật Đá là như vậy. Hễ còn người thực hành, vẫn còn người bước đi, thì trên thế gian này không hề có cái sự vắng bóng. Ăn thua ở chỗ là chúng ta có đủ cái nghị lực, chúng ta có đủ cái sự kiên nhẫn, có đủ cái sự tinh tấn để mà chúng ta thực hành hay không thôi. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó thôi. Rồi, đó là như vậy, thưa quý vị. Như vậy chúng ta đã hiểu được nói đến thời gian 5.000 năm là nói đến cục diện chung nha. Mình hiểu vắn tắt như vậy thôi là nó sẽ ra nghĩa. Nói đến 5.000 năm là nói đến cục diện chung. Còn nói đến sự tuyên bố, hễ có ai thực hành, là trên thế gian này không vắng bóng vị A-la-hán, là không có giới hạn ở bất cứ thời gian nào. Mà ở đây nói đến cái con đường, nó luôn luôn còn đó. Hễ ai biết, ai có đủ sự tinh tấn, đủ sự nỗ lực để bước đi, thì quả vị không bao giờ vì đó, vì một cái thời gian giới hạn nào đó mà nó không có cái sự chứng đắc xảy ra. Đó là như vậy. Ở đây ở đoạn cuối nè, sư nói một chút. Tâu Đại Vương, đây là ba sự biến mất của giáo pháp. Ba điều gì? Sự biến mất của việc chứng đắc, sự biến mất của việc thực hành, sự biến mất của tướng mạo. Tâu Đại Vương, khi việc chứng đắc bị biến mất thì ngay cả đối với những người thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Khi việc thực hành bị biến mất thì điều học và sự quy định cũng bị biến mất, tức là pháp học, chỉ còn lại tướng mạo tồn tại. Khi tướng mạo bị biến mất thì đó là sự đứt đoạn của truyền thống. Tâu Đại Vương, đây là ba sự biến mất của giáo pháp. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta cũng nên hiểu là theo cái sự biến mất này, như hồi nãy sư nói là muốn nói đến cái cục diện chung tổng quát. Thì phải nói thành thật á, càng về sau này á, cái số lượng người á mà thành tựu được quả vị thánh nhân càng ngày càng ít đi. Thật sự là như vậy. Ít đi là do bởi mình không có chịu đi đến đó. Mình không có chịu đi đến đó. Mình vẫn còn lưu luyến đến những người bạn đời của mình chẳng hạn. Những người tình trong mộng là thân kiến hoài nghi với cấm thủ của mình á, mình vẫn còn rất là tha thiết, vẫn còn rất là mơ mộng, chưa có chịu chia tay với những người bạn đó, và quyết định sẽ tiếp tục đi với những người bạn đó nữa, chứ không có chịu chia tay. Cho nên chính vì vậy mà mình không có đến những cái quả bị cao. Đây là cái nguyên nhân. Và thứ hai, chúng ta thấy thứ hai chúng ta thấy đó là cái việc thực hành. Thì sư phải nói thành thật rằng cái số lượng mà các bậc mà có những cái trải nghiệm về sự thực hành giáo pháp bây giờ không còn nhiều nữa.
Thật sự là như vậy, thưa quý vị. Bây giờ nói chi xa đến tu tập thiền chỉ thiền quán thì cái đó nó chuyên môn quá rồi, cái đó có càng ít nữa rồi. Bây giờ chỉ nói đến hành về giới thôi, hành về giới luật thôi, sự thực hành thuộc về phạm vi giới luật thôi. Thưa quý vị biết không, kể cả trong một cuộc lễ dân y cá thi ná thôi, nếu như mà xét trên những cái yếu tố mà chi tiết đầy đủ nhất của lễ dân y cá thi ná thì cũng không còn nhiều chỗ giữ được nguyên vẹn những cái ekip ekip mà đã được hướng dẫn ở trong luật tạng đâu, thưa quý vị. Quý vị không tin hả? Quý vị không tin chuyện này đúng không? Sư nói ra như vậy, quý vị nghĩ rằng là nhiều khi sư nói quá, bây giờ con thấy chỗ này chỗ tàm này ấy. Thật ra trong nghề mới biết thôi, quý vị, trong nghề. Không tin mấy mốt quý vị hỏi sư phụ Tuệ Siêu thứ con, hoặc là đại đức Giác Nguyên thứ con, phải như vậy không? Phải như vậy. Đó, chỉ nói đến một chuyện đó thôi nha. Chưa kể nói đến những cái vấn đề khác trong cái đời sống của một vị tỳ kheo thực hành về giới. Chẳng hạn sư nói đơn giản như thế này. Quý vị có biết một chuyện là luật của tỳ kheo á, luật của tỳ kheo là một vị tỳ kheo chỉ có sử dụng ba y không thôi. Ba y là sao? Ba y có nghĩa là vị đó có cái y nội, vị đó có cái y vai trái, nó nôm na cũng giống như cái quần với cái áo vậy đó, y nội với cái y vai trái. Và thứ ba, ba cái y chính, y nội, y vai trái, thứ ba là y sankhati, y tăng giờ lê. Ngoài ra nó có một số những cái y khác nữa, nhưng mà cái y này á, nó không được gọi là y chính. Không gọi y chính có nghĩa là không có chính thức là những cái vải nó mang cái đóng cái vai trò là chủ đạo ở trong cái đời sống. Chẳng hạn như khăn lau mặt nè, rồi vải lọc nước nè, rồi băng trịnh ghẻ nè, vân vân. Những lúc mà bị thương này nọ thì những cái đó nó chỉ là những miếng vải rất là nhỏ thôi. Cái đó được gọi là y phụ tùng. Y phụ tùng tức là những cái vải kèm theo trong cái đời sống sinh hoạt. Quý vị cứ tưởng tượng coi, nếu như mà mình mặc một bộ đồ, mình mặc một bộ đồ mà mình sinh hoạt trong đời sống suốt từ ngày này qua ngày khác, quý vị coi cái độ khó của đời sống nó sẽ tăng lên như thế nào. Bây giờ ông tin quý vị thử mặc một bộ đồ coi. Bây giờ đừng có mặc bộ đồ thứ hai nha, đừng có bộ đồ thứ hai nha. Thử coi nó làm sao. Mình phải trải nghiệm cái đó mình mới cảm nhận được, thưa quý vị, mới cảm nhận được cái sự tri túc thiểu dục và cái sự khéo léo một cách tối đa ở trong đời sống của người tu hành, cái sự giản lực. Còn cái trường hợp bây giờ đó, thưa quý vị, mà mình thấy ví dụ như mình nghĩ rằng là ví dụ như sư mặc bộ y này rồi phơi bộ y ngoài kia, thật ra nó không phải như vậy đâu, thưa quý vị ơi. Nếu mà nói một cách đúng đắn chính xác là phạm. Bởi vì tại sao? Bởi vì ngoài ba y chính ra, một vị tỳ kheo chỉ được phép giữ y dư trong thời gian 10 ngày mà thôi. Sau 10 ngày là y đó phải xả bỏ. Y đó phải xả bỏ. Ngoại trừ trường hợp mà đang có cái thời gian hiệu lực quả báo cả thinh, thì cái thời lượng được phép giữ thêm được hai bộ ba bộ của Phật tử đại dân đó, thì được phép giữ thêm 4 tháng, được phép giữ thêm 4 tháng. Thậm chí như thế này luôn nè, thậm chí như thế này nè, một vị tỳ kheo khi mà đang thiếu, đang cần phải thay đổi một trong số những bộ y nào đó của chính mình, mình cho cần một cái, cần thay đổi cái y nào đó của chính mình, chẳng hạn như cái y nội đi, mình thấy mình ngồi nhiều quá, nó mòn quá rồi, nó mỏng quá rồi, bây giờ mới kiếm được miếng vải mới được có 6 tấc à, mà 6 tấc nó chưa có đủ, nó chưa có đủ ôm bó ôm vòng eo, cho nên mặc 6 tấc làm sao mặc, cho nên vì đó đang chờ đợi, đang đi kiếm thêm, đang đi kiếm thêm cái y để mà may cho hoàn tất y nội. Thì quý vị biết không, cái y mà chưa có hoàn tất đó, cái miếng vải 6 tấc đó, vì tỳ kheo chỉ được phép giữ không quá 1 tháng. Kinh khủng như vậy, có nghĩa là trong lúc mà mình đi tìm kiếm á,
mình đi tìm kiếm vải thêm để mà may cho đủ cái y nội của mình, xong rồi mình xả cái y nội ra, mình bỏ, mình mặc cái y nội mới. Thì cái miếng dư đó đó trong cái quá trình tìm kiếm chỉ giữ trong vòng một tháng, ngoài một tháng là cái miếng cũng phải dục luôn, đem xả bỏ luôn, người bị nào giữ thì bị phạm tội. Cho nên chính vì thế, quay trở lại vấn đề, thật ra đời sống hiện nay của mình nó rất là đầy đủ. Nếu như những vị tỳ kheo nào mà những vị nào mà thông mà hiểu mà biết về luật á, thật ra chúng ta vẫn áp dụng được cái cách sống của nó một cách tương đối thôi. Chứ còn nếu như mà trải nghiệm đúng y như trong luật tạng, sư nói thật thời thì chắc khó kiếm quá, khó kiếm. Còn cái chuyện mà mình mặc 2-3 bộ y á, là ăn thua mình biết cách thôi. Thật ra nó chỉ là lòn lách thôi thưa quý vị, lòn lách thôi. Nó trên hình thức bên ngoài có vẻ là hợp luật, nhưng mà thật ra bản chất nó không phải vậy. À, tức là mình muốn xài cái, mình có một bộ y khác, à, mình muốn thay ra thì mình phải xả bỏ, à, mình phải xả bỏ cái bộ y cũ của mình đang mặc trên người để mà mình đi giặt. Đó, rồi xong mình lấy cái bộ y mới mình mặc vô, mình mới làm binh đú, rồi mình mới chú nguyện thành đến đó. Thì như vậy á, cái mà mình mặc mới vào á là cái đại y, à, nó trở thành cái y của mình. Còn cái y mà nãy mình chú nguyện xả, nó lúc bây giờ nó giống như những miếng vải thôi. Rồi xong rồi mai mốt mình muốn thay cái bộ kia, mình phơi khô rồi mình thay, thì mình cứ chú nguyện xả với chú nguyện ngược lại. Đó, cứ như vậy tráo qua tráo lại thì thành ra hai bộ. Như vậy trên hình thức có vẻ như hợp luật, nhưng trên thực tế nếu sát luật thì nó cũng là lòng lạc. Nó cũng lòng lạc. Cho nên chính vì thế mà kể cả cái việc trải nghiệm về sự thực hành về giới thôi, giới thôi, bây giờ cũng không còn nguyên si nhiều nữa thưa quý vị. Kể cả cái việc mà quý vị biết không, à, ăn trong bát mà ăn bóc, cái đó cũng mới đầu mình không quen, mình ăn không có được đâu quý vị, nó không có dễ ăn đâu, cầm cơm vô nó rớt ra lùm ra, cũng phải có kinh nghiệm trong đó nữa. À, mới kinh nghiệm nữa, ăn trong bát á, cơm nước bỏ vô phải như thế nào, cái độ tương xứng của canh nước mềm với cơm nó phải tương ứng với nhau ra sao, thì lúc mình vò cái bát cơm nó mới không có bị vỡ bụng. Còn nếu như ba chớp ba nhán mà bỏ mà không có kinh nghiệm á, không ấy bóc hồi nữa bóc cơm nó bể nát rồi hết, ăn nó kỳ lắm, ăn nó kỳ đó. Việc ăn thôi cũng vậy. Chính vì thế mà càng về sau này, cái sự trải nghiệm về sự thực hành đó thưa quý vị, đừng về cả về giới học, về định học và về tuệ học, tu tập thiền quán, càng ít người càng ít người nếm trải, càng ít người có kinh nghiệm, càng ít người bước đi trên con đường này. Rồi nói đến pháp học thì thôi khỏi phải nói rồi, càng sau này sẽ càng ít những người mà có tâm cầu học, có tâm học thuộc lòng, tâm tụng đọc, có tâm có sự hiểu biết về pháp học, và cuối cùng chỉ còn lại có cái hình tướng thôi. Rồi, rồi chưa hết đâu. Đến lúc nào đó từ từ cái hình tướng á, mặc y áo thấy nó rùm rà, nó lộn thộm quá, thôi lúc bây giờ mình sẽ biến đổi cách mặc cho nó phù hợp với đời, hoặc là cho nó dễ dàng. Cuối cùng biến sao còn có miếng vải vàng ở trên cổ áo thôi. Đó, cuối cùng hình tướng cũng mặc, hình tướng mất. Thì đó là như vậy đó thưa quý vị. Rồi bây giờ sư xin chấm dứt ở đây, cũng vừa phải lẽ rồi. Phần còn lại xin gửi mít lại cho lớp học Nam Mô Bích Thầy ạ. Nam mô Bích Thầy giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Và con xin kính thay mặt đạo tràng tri ân sư Huy Niệm đã giải cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ, con cũng biết hình như giờ này là giờ của chư tăng cũng bắt đầu thọ thực tập sư. Dạ, bây giờ thời gian cũng là 10:30. Con xin kính thỉnh bàn tay của sư Thanh Tâm. Dạ, con xin sư cho vài phút để đạo tràng tĩnh tâm ạ. Con xin kính thỉnh sư Tâm. Dường như không thấy sư Tâm trước máy, chắc sư bị bận việc rồi. Và nếu như vậy thì con xin thay mặt đạo tràng hồi hướng, xin đạo tràng cùng với con để lắm lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ.
Dạ đề hoa tà sanh tí vi hà ra hoa si ni thủ bê kha rê bô thi kha rê tà hình tà hình tà thầm đà nê na pha hoàn tu bù chi tà sò thần ca ròn tê tha vi hà ra măng đà lê Thế trăm cha na hoa ca cha phình ca vô xa tra mi ca đa na pa tiêu pa sa ca. Gà ma cha đề sa ni gà ma cha y sa ra sắp pa na phu ta su khi ta pha văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka rang sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha bung ga la sang ko ho tu sa mang go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang ka tu sang tham mo sam be bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nei ya ma tham ma ri yam ba we đệ tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô Ý đằng quá tám nề buồn nhằn à sao quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng cuốn thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày tối thứ sáu, cũng là sáng thứ bảy ở bên Việt Nam, chúng ta lại được học vi diệu pháp với thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như xin trân trọng kính tạ chào toàn thể đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.